Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án đến từ Telegram, đó là nhận 0.1 cái đồng token tôn nhé. Thì không hiểu là dự án này nó có giá trị hay không mà nó lại cho ít như vậy, chắc chắn là sẽ có giá trị rồi đúng không? Rồi, để tham gia vào cái dự án này ấy, thì mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì bấm chọn Start này. Rồi, ở đây trước tiên thì nó yêu cầu mọi người phải tạo một cái ví tôn nhé. Thì mọi người sẽ bấm chọn vào chữ Wallet này cho mình nhé. Rồi, sau đó mọi người bấm chọn Start này. Rồi, ở đây mọi người sẽ chọn ngôn ngữ. Rồi, mọi người sẽ chờ một chút. Con bot này nó cũng hơi chậm. Rồi, tiếp theo thì mọi người bấm chọn vào My Wallet. Rồi, bấm chọn vào Deposit. Và ở đây thì mọi người bấm vào Share này. Rồi, sau đó Share Contact. Rồi, tiếp theo mọi người bấm chọn vào Tone. Rồi, ở đây thì nó sẽ có một cái địa chỉ ví Tone nhé. Mạng của Open, mạng Tone này. Mọi người sẽ copy cái địa chỉ ví Tone này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ quay trở lại. Rồi mọi người quay trở lại bot nhé. Rồi đây, mọi người quay trở lại bot cho mình và bấm chọn Start này. Rồi sau đó nhập mã captcha. Tiếp tục mọi người sẽ join vào Telegram. Rồi quay trở lại. Nhiệm vụ thứ hai là mọi người sẽ gửi cho nó cái địa chỉ ví. Mọi người bấm vào. Rồi sau đó gửi địa chỉ ví này. Ok, và bấm chọn Check Your Subscription. Rồi, thì với cái dự án này thì nó sẽ phân phối về ví cho mọi người bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 nhé. Rồi, để lấy được cái đường link chia sẻ, mọi người bấm chọn vào Invite Friend này cho mình. Thì nó sẽ có một cái đường link để chia sẻ này. Thì mỗi một lượt chia sẻ thì mọi người cũng nhận được là 0.1 cái đồng tôn coin này. Rồi, và sau này mà đến ngày 31 tháng 5 nếu nó phân phối về ví thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách kiểm tra trong ví nhé. Ok mọi người, như vậy mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.